Quý vị đang nghe chương trình podcast của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, khi nhắc đến dự phòng lây nhiễm HIV, chúng ta có thể kể đến các dịch vụ như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP, tư vấn xét nghiệm HIV, cấp phát vật phẩm dự phòng lây nhiễm. Vậy những dịch vụ này cần thiết như thế nào và chúng ta có thể tìm đến đâu để được hỗ trợ các dịch vụ này? Hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với Thạc sĩ Lương Quốc Bình, Phó trưởng khoa phòng chống HIVS và các bệnh truyền nhiễm mãn tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố về chủ đề này nhé. Xin chào Thạc sĩ Bình, anh có thể cho các bạn thính giả biết tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV là gì ạ? Tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ lây nhiễm HIV là giúp cho khách hàng dự phòng được cái tình trạng mà nhiễm HIV của mình là âm tính, là duy trì được cái tình trạng âm tính để mình có thể là đảm bảo cái sức khỏe trong cuộc sống của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân của những cái người mà khách hàng sống trong cộng đồng. Và với những lợi ích như anh vừa chia sẻ, thì quý vị khán giả có nhu cầu sử dụng dịch vụ này có thể đến đâu để được cung cấp dịch vụ ạ? Các cái dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được cung cấp tại các cái trung tâm y tế, cụ thể là tại khoa tư vấn điều trị nghiện chất và HIV. Ở đó cung cấp các cái dịch vụ như là tư vấn xét nghiệm HIV, cung cấp bao cao su, bơm kim tiêm, chất bôi trơn, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua tình dục như là giang mai, lậu, viêm gan B, C, cũng như là cung cấp các cái dịch vụ mà điều trị thuốc viêm gan B, C cho những cái người mà khách hàng mà bị nhiễm HIV miễn phí. Còn tại các cái phòng khám tư á, thì cung cấp cái dịch vụ miễn phí là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Còn đối với cái thuốc mà điều trị ARV á, thì hiện nay là thu phí đối với phòng khám tư. Dạ, anh có thể nói cụ thể thêm thì khi đến nơi cung cấp dịch vụ, quý vị khán giả cần mang theo giấy tờ hay làm thủ tục như thế nào để sử dụng dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV ạ? Một người mà khách hàng đến các cái trung tâm y tế để mà sử dụng dịch vụ thì là cần phải mang cái theo giấy tờ tùy thân để mình có thể là mình sử dụng dịch vụ tại các cái trung tâm y tế cũng như là các phòng khám tư. Tuy nhiên là tất cả các cái dịch vụ mà các cái trung tâm y tế và các phòng khám tư cung cấp là hiện nay đều bảo mật thông tin và đảm bảo các cái thông tin của người sử dụng dịch vụ, cho nên là khách hàng an tâm trong vấn đề mà bảo mật thông tin. Vâng, xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi và mong rằng quý vị khán giả có quan tâm đến các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đã có những thông tin hữu ích cho mình. Thời lượng chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.